Thôi. Con chung ba ngày chuyển sang cầm đục cũng như vậy, dấu hiệu điểm lông như này. Ba bảo ôi chú kia qua chút cái lồng ấy, không thì anh chút mẹ à, chút cái lồng vuông tối tối ấy, chị sửa ấy, cho ông ấy lên hộp báo ông ấy qua đấy. Lấy là mấy cái này này, sửa ông nhiều tiền quá. Để em anh áp bài à? Áp cái lồng kia 3.8 nha. Cái này có chụp ảnh không? Em gửi nha cho. Gửi cái chat này được. Cái chat nha. Mai em lúc nào lên mạng. Thấy lên mạng mày hay để vào Bible ấy, thì cái gì nó bùng phát. Cái này bảo thích cũng lấy cái lồng này 3 triệu quá đẹp. Tên thật luôn. Rồi mua. Chúng tôi bạn đi mua cái lồng Huế mà. Đi thì đeo, mà cái đeo gì mà không mua. Nhà chẳng có cái lồng mà thực tế. Chúng ta đúc kết lại và chơi lồng một vuông con chim nó ra hết tình hết tới chất. Cứ phải bảo thủ và là lồng tròn, nó thích lồng tròn cơ. Nó quay hết, về nó vuông hết thì xe mà trời bay nó là trẻ lắm. Đây này, đậu kìa. Đàn. Thế nó đậu kìa. Trời đó.